Chào mừng tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để mua bán trên sàn Pancake. Thì đây là cái ví chớt này. Trước hết quý vị hãy đăng nhập vào cái ví chớt của quý vị. Quý vị chưa có ví, quý vị có thể tải theo đường link mà KTV để bên dưới video này để nhận được khuyến mại và hỗ trợ. Rồi, quý vị hãy vào cái trình duyệt ở bên dưới màn hình này, góc dưới này. Ở ô tìm kiếm đây này, quý vị hãy nhập là pancakeswap.finance. Đây, hoặc quý vị có thể chọn trực tiếp pancakeswap này. Rồi, quý vị để ý đến cái menu ba gạch phía bên trên góc tay phải màn hình này. Quý vị hãy chọn menu. Quý vị chọn tiếp là chain này. Rồi, quý vị chọn tiếp là exchange này. Ở đây, nếu quý vị lần đầu kết nối ví với sàn thì nó sẽ yêu cầu quý vị kết nối connect. Còn ở đây KTV đã kết nối rồi đây này. Đó. Rồi, quý vị để ý đến cái phần BNB đây này. Quý vị có BLB thì quý vị để nguyên là BNB. Còn quý vị có USDT hoặc BUSDT thì quý vị chọn. Quý vị bấm vào cái mũi tên để chọn trong danh sách. Rồi, cái ô tìm kiếm này quý vị tìm kiếm cái token mà quý vị đang để ở đây, để ở ví. Thì ở đây KTV đang để là BUSDT nên KTV sẽ chọn là BUSD này. BUSD. Rồi, cái dòng thứ hai là select a currency đây này. Quý vị cũng chọn một cái token mà quý vị muốn mua. Đây thì đây là các danh sách này. Đó, thì ở đây KTV sẽ mua cái token là cách này. Cách này, đó, cách này. Rồi, cái ô này này. Quý vị có thể nhập cái số lượng BUSD mà quý vị muốn mua. Hoặc quý vị có thể bấm max này. Rồi, đây. 40 BUSD này, nó tương đương với lại 154 cách. Đó. Đây thì đây là cái giá này. Giá cách hiện tại đang là 0.2589. Rồi. Còn cái đây là cái số lượng tối thiểu sẽ nhận được này. 153,9 cách. Còn cái 0.2 đây này, 0.2 là độ trượt giá này. Còn cái 0.16 đây là phí này. Đó. Ok, bây giờ quý vị chỉ việc bấm vào swap này. Quý vị chọn confirm swap này để xác nhận này. Quý vị chọn gửi. Quý vị bấm vào cloud đi. Rồi, nó đang pending đây này. Quý vị hãy chờ trong vài giây. Ok, đó, nó thông báo đây này. Đó, nó thông báo là được rồi đấy. Rồi. Và quý vị có thể kiểm tra cái trạng thái giao dịch này ở trên trang bsc.com. Quý vị có thể bấm vào view on BSC scan luôn này. Và quý vị lưu ý, cái này á, nó chạy trên cái nền tảng BEP20 của Binance. Vì vậy quý vị phải chuyển qua cổng BEP20 từ trên sàn Binance về. Đó. Ok này, sau khi quý vị đã mua cách xong rồi này. Mua cách xong rồi, quý vị hãy vào trang chủ này. Quý vị hãy stake. Quý vị chọn tiếp menu này. Quý vị chọn tiếp menu. Quý vị chọn pool đi. Chọn pool này. Đây, thì đây quý vị có thể stake này. Quý vị có thể stake cách để nhận về cách này. Hoặc là stake cách để nhận được TVKT này. Đó, hoặc là
stack cache để nhận lại hash này. Đây, hoặc là stack cache để nhận lại cái b r o đây này. Đó. Hoặc là nhận star x này. Hoặc cũng có thể nhận nia này. Đó. Thì ở đây KTV có ít nên là KTV sẽ không stack. Còn ở đây KTV đã đang stack đây này, đang stack cách để nhận TVKT đây này. Đó. Ok. Và quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance hoặc là ví chớp, quý vị hãy đăng ký theo đường link mà KTV để bên dưới video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.